Rồi, thế là cắt luôn nguyên cái nhánh này nè. Wow. Úi dồi. Làm gió rất là dễ. Wow. Hãy nhìn hấp dẫn chưa? Rất là ngọt luôn nha. Nhiều nước lắm. Đây là cái chợt cái nền mà bữa Taylor giới thiệu với các bạn trong cái phim lần trước. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị build cái gazebo lên. Cái gazebo này mình mua ở Costco. Mình về mình tự build, mình tự assemble. Thì ông xã mình làm tự làm nha. Tại vì ở nhà không có ai hết, cho nên thang, lấy mấy cái thang ra mình chống lên, rồi mình gắn từng từng khúc. Giống gì đây, từng khúc giống gì nè. Chưa dặn ốc cứng lại, tại vì vốn cái cột này nó còn siêu siêu dịu dịu nè, nó chưa có cứng, thành ra nhìn thấy nó hơi còn hơi méo ha. Mai mốt nó sẽ có một cái gazebo lên đây, mình có thể barbecue hoặc là mình có thể lên đây nằm nghỉ mát ha. Rồi, xây từ cái gazebo nhìn xuống thì thấy cái giường sau nhà Taylor nè. Có bao nhiêu cái thang mình đem ra hết nha. Nhà có mấy cái thang là đem ra hết luôn, là tự ổng là tự biên tự diễn thôi. Ở ngoài sân là ông xã tự làm thôi. Bây giờ đang dặn ốc lại nè.
hay là cắt luôn nguyên cái nhánh này nè. Wow. Úi dồi. Và trái plum này nhà của Taylor á, gọi là trái plum syrup của Nhật nha các bạn. Thì nó ở trong á nó rất là ngọt. Ở ngoài á thì nó cái da của nó hơi chua một tí thôi, nhưng khi mà mình cắn vào phía bên trong á thì nó rất là ngọt. Một trái rất là to nè các bạn. Rồi Taylor cắt luôn nguyên cái nhánh này nè. Wow. Úi dồi. Wow Taylor nha. Cắt luôn một nhánh nè. Wow, nó giống như trái nho vậy, nặng ơi là nặng luôn nha. Wow, nước không là nước đó. Rất là dễ thương luôn. Quá trời nhiều luôn á. Ha 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 ha. Nhân nguyên một chùm luôn nha các bạn. Rất là dễ thương luôn á. Đây là một cái chùm thay là mới cắt xuống nè. Wow, quá trời nhiều trái luôn. Này là một cái nhánh thôi đó nha. Mà nó nhiều giống gì nè. Trái rất là to nha. Đó. Rất là to luôn nè. Là cắt luôn cái cuốn để cho nó dính còn cái cuốn trong cái trái nè. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Quá trời chín luôn á. Cho nó có đẹp nè. Rất là đẹp luôn. Wow, nguyên một chùm luôn nè các bạn. Đẹp quá. Là bẻ chùm vậy, rất là dễ thương luôn nha. Quá trời luôn á. Hay là mới có bẻ nó chưa hết một nhánh là đã nhiêu đây rồi. Bây giờ mình ăn thử nha, ăn thử trái nha. Hay là lựa trái vàng ngon ăn thử trái coi. Đây nè. Cái này là mình chỉ có lấy cái tay mình lau thôi nha. Tại vì ở nhà cũng tưới nước thường không có vô phân gì hết á, cho nên mình không có sợ là cây này nó sạch thuốc gì hết. Nên là mình ăn tự do nha. Đó, thì nó sẽ là lau xong thì nó bóng giống vậy nè. Vàng đẹp ha. Ngọt. Cái vỏ nó còn hơi chua chua tí, nhưng mà cái nước ở trong nó rất là ngọt luôn. Lọc vỏ rất là dễ. Wow, hãy nhìn hấp dẫn chưa, rất là ngọt luôn nha. Nhiều nước lắm. Hôm nay mình vừa ăn vừa uống, không phải là nó nhiễu đầy hết. Rất là ngon, rất là ngon. Trồng được 3 năm rồi. 3 năm là có trái giống gì đây. Cho nên cái cây này thì hay là mua ở Costco nha các bạn. Lúc mua thì nó cũng nhỏ, không có lớn. Ở đây cũng có mấy con chim nó ăn nè. Ăn lũng nè. Thôi, thay là bẻ cái nhánh này thôi mà thấy nó nặng giống như ký vậy á. Wow, cầm mà nổi tay luôn á. Mới đây mình thùng rồi. Rất là nhiều luôn. Mà trái rất là ngon nha. Nước không mà ngọt lắm luôn á. Rồi bây giờ thay là chỉ bẻ bao nhiêu đây thôi. Thì để lần sau mình sẽ bẻ tiếp. Tại vì bẻ hết thì sợ thúi uổng á. Thì cũng được là cũng ít nhất là cũng 20kg. Thay là thấy nhiều lắm á, nặng lắm á. Một cái thùng này là nặng dữ lắm nè. 20-30kg đó. Rồi trái cây hôm nay là nhiêu đây thôi các bạn ơi. Thay là xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye. Rồi thay là muốn giới thiệu các bạn luôn. Bên đây là cái cây mặn này là cây mặn. Nó gọi là trái prune á. Prune là cũng gần giống như là mặn của Ý á. Cái trái màu xanh giống vậy, rất là ngọt luôn. Không có nhiều nước. Thế là được 2 cây. Mà trồng ở năm nay thấy trái cũng rất là nhiều. Một cây cũng ít nhất là 100 trái. Mà năm ngoái á, thế là có khoảng chừng chục trái trở lại thôi. Năm nay nó rất là nhiều trái luôn nè. Bây giờ nó chuẩn bị ăn được rồi. Để thôi là bẻ một trái đây.
ăn thử coi nó ra sao ha. Rồi mặn này nhà thế là trồng cho nên rất là sạch nha, không có xịt phun nước, phun thuốc gì hết. Ở ngoài nó màu xanh giống vậy đây. Đó, nó màu xanh giống vậy. Khi mà nó chín á, nó cũng không có vàng lắm đâu. Mà cái da của nó không có chua nha. Mà cái ở trong thì không có nước nhiều nữa. Khi mình cắn ăn á, thì nó rất là ngon. Nó không có cái vị nó ngon lắm. Rồi cái mặn kia thì nó trái màu vàng. Khi nó chín á, thì ở trong nó mềm, nó rất là nhiều nước. Ở ngoài thì nó cái vỏ nó thì hơi chua. Nhưng mà cái mặn này thì ngược lại. Không có nước, không có bị chua. Thôi là ăn thử miếng coi cái trái này nó chín chưa nha. Ở trong nó không có nước nhiều nè. Khi mình cắn vào cái vỏ mình ăn vẫn được luôn. Nó chua chua ngọt ngọt, nó không có chua lắm. Cho nên ăn rất là dễ. Ở Thái Lan được 2 cây thì năm nay cũng được có rất là nhiều trái plum để mình ăn. Một cây cũng ít nhất là 100-200 trái các bạn. Thấy vậy chứ nó nhiều lắm. Không có giống như cái cây trái vàng. Thì nó trái mỗi nhánh nó được trái 2 trái. Nhưng trái vàng thì nó giống như nho hoặc là nó giống bon bon vậy. Còn bên đây thì nó lưa thưa. Nhưng mà nó ăn rất là ngon. Đó, thế là được 2 cây. Rồi khi mà mình tới mùa đông á, cái mình cắt cái nhánh á, cho nó lùn xuống bớt, đừng cho để cho nó cao quá. Tại vì nhà thế là trồng á, là muốn trồng giống như cây kiển, cho nên không có muốn để cho cây nhìn nó cao hết. Đây là cây Eisenpear. Cái đây là trái cũng rất là nhiều, nhưng mà tại vì nhiều trái quá, cái nhánh này nhiều trái quá, nó bị gãy hết một nhánh, uổng ghê luôn á. Nó nhiều trái quá luôn, nó gãy, nó nặng quá, nó gãy nè. Cho nên thế là không có muốn cắt nó. Để cho mấy cái trái này nó chín rồi mình hả cắt bỏ. Nói chung là cũng uổng á. Được, cũng được chục trái, 20 trái gì đó. Nhưng mà nó gãy hết rồi. Bây giờ ở dưới đây nè. Đó, các bạn thấy không? Trái rất là nhiều luôn nè. Một nhánh này là quá là nhiều trái luôn á. Wow, rụng xuống rồi, uổng quá ha. Rồi, đây là mới hái trái nè, trái màu vàng rất là ngon. Mình có thể ăn sống hoặc là mình có thể lấy, mình xay ra mình ướp với lại thịt á. Hay là thấy là người đại hàng người ta thấy lấy cái trái đây nè, người ta ướp thịt bò đại hàng á, cho nó vừa mềm mà nó rất có vị ngọt, rất là thanh nữa. Rồi thôi là ăn thử coi trái này ra sao nha. Ngọt ngon lắm luôn. Mùa hè này là trái cây rất là nhiều. Thế là sẽ đi vòng vòng coi nhà mình còn thêm trái cây gì nữa mình chia sẻ với các bạn luôn nha. Sẵn đây thì Thế là muốn dẫn các bạn đi vòng vòng cái vườn của Thế là luôn. Hổm rồi mình từ cái lần chưa khoe với các bạn lần trước, rồi chuyến này mình có thêm cái gì nữa nha. Ở khu này thì mình mới vừa làm xong chút xíu, mình còn phải nhổ cỏ lại rồi mình lót giấy rồi mình bỏ đá lên tiếp. Đó, nó cũng mới thôi chứ chưa có xong lắm. Và thay vì mình cái hồ nước này cho nước nó chảy thì thôi lấy chồng bông luôn. Nói chung là cũng nhiều nước quá, nó cũng dơ á. Đây là cây nho nè các bạn ơi, lần trước thay là quay thì nó còn hơi xanh, ăn chưa được. Hôm nay lại là chín rồi nè. Các bạn thấy một chùm nho không? Cái chùm nho rất là dễ thương luôn. Để một trái nha. Chín rồi. Mềm mà ngon rồi nè. Ôi, ngon quá hả? Ăn thử nha. Không có giống như nho mà chợ nha các bạn. Nó giống như nho làm rượu cho nên nó ăn nó rất là ngon. Thơm lắm luôn. Cũng được mười mấy, 20 chùm nho nha. Đó, thay là thấy cũng nhiều lắm luôn á. Thay là thấy năm nay là thu hoạch cũng khá khá đó. Đó, mình có nè, dưới lá đây nè, thấy cũng có nhiều lắm nè. Wow, bẻ cái trái nho này vô nó ăn sực sực ngon lắm. Nó không có giòn giống như mà chợ, nhưng mà nó sực sực, cái vị của nó rất là thơm. Đó, thế là cái cây nho này mình cũng trồng được mấy năm rồi, cho nên nó cũng khá to. Cái nhánh của nó cũng cứng lắm. Nó cũng là có được 2-3 năm trái rồi. Năm nay là trái nhiều nhất luôn á. Wow, thấy cái nhánh của nó không? Nó toàn nó quấn theo cái dòng này nè. Thế là cho nó quấn theo cái chỗ này, mai mốt có nhiều nho ăn nha. Đây, hay là có thêm một cái cây Eisenpear chỗ này. Cái trái này thì nó to hơn, tại vì nó ít trái hơn á, cho nên trái nó to hơn. Nó chưa có chín lắm, nó không có giống trái kia nằm ngay chỗ nắng.
Ừ, có mấy hai trái này nó nhỏ mà nó chín rồi nè. Đó, trái cây này mình cũng ăn được mấy trái, cũng ok, không đến nỗi. Đó, các bạn thấy đó, trái nó cũng to, nói chung là ăn cũng ok lắm luôn. Nếu mà nhà mình có đất á, mình trồng mấy cây ăn trái này mình có thể thu hoạch được mùa hè đó. Mùa hè ra đây bẻ trái cây ăn rất là ngon. Rồi đây là cây sung các bạn ơi, vì người Việt mình á, chắc là không thích ăn cái cây này tại vì nó rất là nhiều hột. Taylor ăn Taylor thấy cũng nó ngọt ngọt, nó cũng không có vị gì đặc biệt. Nhưng mà Taylor thấy đi chợ Costco á, thấy người ta mua rất là nhiều, Mỹ nó mua nhiều lắm luôn. Nó không biết giờ làm cái gì, nhưng mà Taylor thấy trong công ty á, thì có nhiều người ta cắt ra cái người ta nướng, người ta bỏ mấy cái cheese lên, người ta nướng lên, người ta ăn rất là cũng thấy cũng ok lắm. Nhà Taylor có một cái cây này nó rất là nhiều trái luôn nè, năm nay trái quá trời trái luôn. Nói chung là năm nay thời tiết được tốt á, cho nên cây nào cũng sum xê. Lần trước Taylor quay cho các bạn thấy là có cái nền nhà thôi ha, hôm nay mình có cái gazebo bỏ lên đây nè. Nói chung là mình ở nhà tự làm, mình mua cái gazebo này ở Costco thì sau về mình tự gáp vô nha. Tự gáp vô thì nói chung á là gáp cái này nó cũng rất là khó, tại vì nó từng miếng cho nên mình phải tốn công gáp lại rồi bắt đầu mình bỏ lên. Nếu mà nhà nào mà có hai người thanh niên á, thì dễ hơn. Nhà thay lời có một người cho nên làm rất là khó. Nếu mà mình có nhiều thang á, thì là mình có thể đem ra mình chấm bớt để không thôi nó rất là nặng, mấy cái nóc nhà này là rất là nặng luôn. Mình gáp lên từ miếng á. Đó, hôm nay được cái chỗ này được ngồi chơi nữa nè. Bây giờ là 95% là bắt đầu là xong cái gazebo này, mình có thể có thêm một chỗ để enjoy trên cái vườn sau nhà Taylor ha. Nói chung là lên đây mình bỏ có thể để cái võng ngủ trưa hay là để cái bàn ăn cơm, đem barbecue lên đây nướng. Nói chung là cũng rất là vui. Chỗ này mai mốt Taylor sẽ trồng thêm nhiều bông lên rồi bắt đầu dọn cái phía bên kia nữa, mình để thêm cái này thêm cái kia. Nói chung là chỗ này cũng enjoy được nhiều thứ lắm. Nhà Taylor đất phía bên sau vườn thì rất là rộng luôn cho nên làm hoài cũng không xong. Thế là làm, nói chung là ở nhà này cũng lâu lắm rồi nhưng mà chưa làm cái vườn, chưa xong gì lắm. Thế là làm cũng chừng 80%, rồi còn 20% đó mình còn phải làm thêm nữa nè. Đất bên kia nó vẫn còn tới nguyên cơ bên cái hàng rào đó luôn. Rồi dưới đây cũng còn đất nữa nè, cho nên mình phải tranh thủ làm hết rồi mình mới enjoy được. Bây giờ vẫn chưa được enjoy lắm. Hướng đằng sau nào thay lời á thì đã xong rất là nhiều, rất là đẹp rồi. Rồi cũng rất là sạch sẽ luôn. Bông hoa thì cũng trồng nhiều lắm rồi. Cây xanh đường nói chung là rất là nhiều, rất là đẹp. Còn phía bên này thì nó còn hơi lộn xộn chút xíu. Thì theo là cũng mỗi lần theo là làm gì thì theo là sẽ chia sẻ với các bạn. Mình mua những cái dụng cụ gì, mình mua cái gì mà mình để trưng ở ngoài vườn á, cho nó đẹp á, thì theo là sẽ chia sẻ hết nha. Thế là mong rằng các bạn thích những cái chia sẻ giống như mấy cái video thế là chia sẻ vòng vòng cái vườn nhà Thế Lời nè. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.